Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Việt Nam. Nắng nóng gây gắt khiến tiêu thụ điện ở Việt Nam đạt mức kỷ lục hơn 1 tỷ kWh. Sản lượng điện tiêu thụ trên toàn quốc của Việt Nam vừa đạt kỷ lục mới hơn 1 tỷ kWh. Nguyên nhân được cho là do nắng nóng gây gắt oi bức ở nhiều khu vực tại cả ba miền. Truyền thông trong nước dẫn thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tiêu thụ điện toàn quốc trong một ngày vượt con số hơn 1 tỷ kWh. Theo số liệu mới công bố của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, công suất đỉnh của toàn bộ hệ thống đến ngày 28 tháng 5 chưa vượt qua đỉnh cuối tháng 4 là 47.670 MW. Đây là đỉnh lịch sử đến hiện tại tiêu thụ điện ở miền bắc cũng tăng cao trong thời gian qua dù chưa vượt qua đỉnh cũ tuy nhiên theo dự báo tiêu thụ điện ở miền bắc sẽ tiếp tục gia tăng gây áp lực về cung cấp điện trong những đợt nắng nóng cao điểm vào thời gian tới Miền Bắc Việt Nam trong hè năm ngoái đã trải qua một đợt thiếu điện diện rộng trong nhiều tuần do các nhà máy thủy điện thiếu nước ảnh hưởng đến sản xuất ở nhiều khu công nghiệp. Hôm 21 tháng 5, hãng tin Reuters đưa tin, giới chức Việt Nam đã phải yêu cầu Foxconn, hãng cung cấp sản phẩm cho Apple, phải cắt giảm sử dụng điện năng đến 30% tại các nhà máy ở phía Bắc của hãng để tránh thiếu điện trong dịp hè. Yêu cầu này cũng được đưa ra cho nhiều nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lên tiếng bác bỏ thông tin này và cho biết tập đoàn đã tập cập nhật tăng trưởng nhu cầu sử dụng điện và đã xây dựng các phương án, kịch bản điều hành hệ thống nhằm bảo đảm điện năng cho phát triển kinh tế và đời sống người dân trong mọi tình huống. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán vàng ra thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại của chính phủ. Ngân hàng Chính phủ Việt Nam sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại cổ phần của chính phủ để các ngân hàng này bán vàng trực tiếp cho người dân nhằm giúp thu hẹp mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới trở về mức phù hợp và lâu dài. Tin tức nói trên do Phó Thống đốc Ngân hàng của Việt Nam được báo chí trong nước trích dẫn lời vào ngày 29 tháng 5. Đây là sự thay đổi lớn trong những cố gắng quản lý giá vàng của Ngân hàng Chính phủ Việt Nam tờ báo Tuổi Trẻ Trong Nước cho biết như sau, giá vàng sẽ bán cho 4 ngân hàng thương mại gồm có Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV sẽ do Ngân hàng Chính phủ Việt Nam xác định căn cứ theo giá vàng của thế giới. Sau đó, các ngân hàng này sẽ bán vàng trực tiếp tới người dân. Thời gian và kế hoạch được dự kiến thực thi là vào ngày 3 tháng 6 sắp tới đây. Ngân hàng Chính phủ Việt Nam cũng đang phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Thanh tra Chính phủ tổ chức thanh tra việc chấp hành chính sách này và sẽ kiên quyết xử phạt nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật nếu có. Hơn một tháng qua, Ngân hàng Chính phủ Việt Nam đã tổ chức 9 phiên đấu thầu và bán ra thị trường 48.500 lượng vàng SJC, tương đương hơn 1.8 tấn vàng. Tuy nhiên, mức chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC ở trong nước và giá vàng của thế giới vẫn ở mức cao vào khoảng 20%. Cô gái vào nhà hàng năm sao gọi bò Wagyu, tôm hùm rồi nằm ra ghế không trả tiền. Mạng xã hội vừa lan truyền bài viết về một cô gái gọi đồ ăn tại nhà hàng của khách sạn năm sao ở Hà Nội nhưng sau đó không trả tiền gây xôn xao cộng đồng mạng. Sự việc được xác định xảy ra tại nhà hàng của một khách sạn năm sao thuộc quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Theo nội dung đăng tải lên mạng xã hội, một cô gái vào nhà hàng, yêu cầu lấy thực đơn và gọi các món cao cấp gồm bò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức hoa quả, tổng số tiền cần thanh toán là hơn 436 Mỹ Kim. Theo quản lý khách sạn, khi mới vào, cô gái ăn mặc sang trọng, nói chuyện lịch sự. Sau khi nhà hàng đến giờ chuẩn bị đóng cửa, nhân viên in hóa đơn tính tiền, thì cô gái này tỏ ra ngây ngô và không mang bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Nam quản lý nhà hàng cho biết anh đã ra nói chuyện với khách hàng, đồng thời liên lạc công an can thiệp xong cô gái này không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm ra ghế sofa. Sau đó cô này rời đi mà không trả tiền. Người quản lý nhà hàng mong người thân cô gái trên hỗ trợ liên lạc nhà hàng để thanh toán bởi số tiền trên không nhỏ. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo công an địa phương cho biết, sau khi công an tới can thiệp, có sự chứng kiến của những người liên quan, xác định cô gái trên có tâm lý không bình thường. Theo công an, cô gái trên thường xuyên đi ăn mà không trả tiền. Một cựu tiếp viên hàng không phạm tội môi giới mại dâm bị lãnh án 3 năm tù. Võ Thị Mỹ Hạnh, 27 tuổi, là cựu tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines vừa bị tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn tuyên phạt 3 năm tù giam về tội môi giới mại dâm. Sau khi bị kết án, Võ Thị Mỹ Hạnh kháng cáo với mong muốn được giảm nhẹ hình phạt. Theo tin từ tòa án thành phố Sài Gòn, sau khi xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 3 vừa qua, Võ Thị Mỹ Hạnh bị kết án 3 năm tù giam về hành vi môi giới mại dâm. Bản án cho biết rằng người này đã môi giới cho nhiều nữ tiếp viên hàng không của các hãng hàng không khác như là Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Air đi bán dâm và hưởng lợi với số tiền tương đương từ 117 cho tới 274 Mỹ kim cho mỗi lần mà cô ta môi giới. Trong khi xét xử, Võ Thị Mỹ Hạnh nhận tội và xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, việc này đã không được viện kiểm sát và tòa án chấp nhận. Trong khi đó, hội đồng xét xử phân tích rằng không có đủ chứng cứ để chứng minh là Võ Thị Mỹ Hạnh đã môi giới cho hai người trở lên, do đó không áp dụng án phạt tương ứng. Tuy vậy, Võ Thị Mỹ Hạnh vẫn phải chịu án 3 năm tù giam và phải nộp phạt bổ sung là số tiền tương đương 432 Mỹ Kim cùng với số tiền thu lợi bất chính để bị tịch thu. Hiện nay, vụ án đang được xem xét trong tiến trình kháng cáo với hy vọng của bị cáo là sẽ được giảm nhẹ hình phạt đã được tuyên. Vợ một phó viện kiểm sát nhân dân huyện không bị thu hồi đất vẫn được cấp nền tái định cư tại Bình Long liên quan đến dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 53 qua tỉnh Vĩnh Long. Mới đây, nhiều cử tri ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khiếu nại về việc bà PTH, vợ một phó viện kiểm sát nhân dân huyện, được cấp nền tái định cư và xây nhà tại khu tái định cư dù không bị thu hồi đất. Theo Nguyễn Phước Năng, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Long Hồ, chính quyền huyện Long Hồ đã thu hồi 56,9 mét 2 đất ở của bà H vào năm 2011, phục vụ dự án cầu cầu ngã tư thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 53. Năm 2016, bà nộp đơn xin hỗ trợ nền tái định cư do nhà bị hư hỏng. Ngày 5 tháng 7 năm 2016, bà Hát được bốc thăm và nhận nền tái định cư Lô C diện tích 90m2. Tuy nhiên, nền này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tức sổ đỏ. Ngày 5 tháng 4 năm 2018, chính quyền tỉnh Vĩnh Long quyết định không thu hồi đất cho dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 53 theo hợp đồng BOT giao Ủy ban Nhân dân các huyện hủy các quyết định thu hồi đất đã ban hành. Ông Năng cho biết nếu đất của bà H thuộc diện phải bố trí tái định cư khi thực hiện lại dự án cầu ngã tư, bà sẽ được xem xét bố trí nền tái định cư đã tạm giao trước đây. Nếu không, nền tái định cư này sẽ được tổ chức đấu giá theo quy định. Theo báo Thanh Niên, dự án cầu ngã tư ảnh hưởng nhiều gia đình, nhưng bà Hắc là trường hợp duy nhất được cấp nền ở vị trí đắc địa trong khu tái định cư. Điều này gây nhiều bất bình trong cộng đồng và cần được làm rõ để bảo đảm công bằng. Các đại biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam cho lo ngại rằng đồng Mỹ Kim sẽ chạy ra nước ngoài khi mà phân lời của đồng Mỹ Kim ở trong nước chỉ là 0%, trong lúc đồng Mỹ Kim được gửi ngân hàng tại Hoa Kỳ có phân lời là 5.5% một năm. Vào ngày hôm nay 29 tháng 5, Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã thảo luận tại hội trường về các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách chính phủ. Phiên họp buổi sáng có 152 đại biểu Quốc hội ghi tên phát biểu ý kiến. Khi đánh giá những kết quả đã đạt được của nền kinh tế, một đại biểu của tỉnh Bắc Giang cho rằng các hoạt động doanh nghiệp và thu hút vốn đầu tư ngoài nhà nước còn hạn chế, chỉ bằng 20% mức tăng trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2019. Đặc biệt là số các công ty bị giải tán tăng cao. Lần đầu tiên, số các công ty gia nhập thị trường thấp hơn số các công ty giải tán khỏi thị trường là yếu tố tiêu cực của nền kinh tế Việt Nam. Trong lúc chính phủ Việt Nam đang cố gắng kêu gọi các nguồn lực với mục tiêu kêu gọi khoảng 100.000 tỷ đồng Việt Nam cho lĩnh vực đầu tư phát triển thì đại biểu của tỉnh Bến Tre kiến nghị rằng cần phải có giải pháp kêu gọi ngoại tệ trong dân chúng bởi vì theo ông ta hiện nay số lượng kiều hối của dân chúng ở Việt Nam rất nhiều. Một năm họ có tới hơn 20 tỷ Mỹ kim. Trên thực tế thì người dân giữ đồng Mỹ Kim luôn xem Ngân hàng Chính phủ Việt Nam điều hành tỷ giá trung tâm để có kế hoạch sử dụng, nắm giữ vân vân. Trường hợp nếu tỷ giá của trung tâm càng tăng thì người dân càng giữ đồng Mỹ Kim ở trong túi của họ. Trong khi các nước chung quanh tăng phân lời của đồng Mỹ Kim thì Việt Nam cũng nên nghĩ liệu có tình trạng bị chảy đồng Mỹ Kim từ trong nước ra nước ngoài hay không. Bởi vì nếu phân lời của đồng Mỹ Kim của Việt Nam bằng con số 0, thì các quốc gia xung quanh, nhất là tại Hoa Kỳ, đã tăng lên tới 5.5% một năm cho tiền lời. Theo ông này, thì chính phủ Việt Nam hãy nên tính toán việc kêu gọi nguồn lực kể cả nội tệ và ngoại tệ để đầu tư phát triển thì sẽ có nhiều nguồn lực hơn. Bởi thay vì đi vay vốn ở nước ngoài cũng là đồng Mỹ Kim thì người dân có nhiều tiền trong túi cho nên cần phải quan tâm tới nguồn lực đồng Mỹ Kim trong lòng dân chúng Việt Nam hiện nay. Hòa Lan viện trợ Cần Thơ thu gom tái chế rác thải nhựa trên sông. Thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt đưa vào vận hành thí điểm mô hình thu gom tái chế rác thải nhựa trên sông bằng 7 rác. Địa điểm được chọn thực hiện trên rạch Cái Khế, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Mô hình thu gom rác thải nhựa này thuộc chương trình viện trợ phi dự án thí điểm cải thiện việc thu gom rác thải nhựa đại dương bằng bẫy rác và thiết lập hệ thống tái chế địa phương tại Cần Thơ do tổ chức Recycle Island Foundation Clear Rivers của Hòa Lan tài trợ. Theo đó, khoản viện trợ của Clear River trị giá 122.000 Mỹ Kim, tương đương 2,86 tỷ đồng, được dùng để triển khai thiết bị vớt rác thụ động, thiết kế một chương trình tái chế với sự tham gia của cộng đồng địa phương. Theo đại diện tổ chức Clear Rivers, hệ thống thu gom rác thải trên sông, bao gồm một cỗ máy Litter Traps, vận hành tự động không tốn nhiên liệu, theo cơ chế hút rác trôi nổi trên sông vào túi đựng. Mỗi tuần, nhân viên của Clear Rivers sẽ dọn dẹp 72 lần, ước tính sẽ thu được khoảng 8 khối chất thải nhựa. Lượng chất thải nhựa này sẽ được tái sử dụng bền vững, theo đúng mô hình kinh tế tuần hoạt. Rác thải nhựa thu gom được tái chế để tạo ra đồ nội thất, vật liệu xây dựng. Trước đó, tổ chức làm sạch biển Hòa Lan The Ocean Cleanup cũng đã bàn giao cho thành phố Cần Thơ xà lan thu gom rác tự động trên sông do tổ chức này sáng chế. Phía Việt Nam cho biết như sau, trong vòng 5 tháng qua, Việt Nam đã xuất cảng vượt bực lên tới con số hơn 8 tỷ Mỹ Kim, theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê của Việt Nam, trong tháng 5 năm 2024, tổng kim ngạch xuất nhập cảng hàng hóa của Việt Nam ước tính được khoảng 62.62 .62 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 22.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung, trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập cảng hàng hóa của Việt Nam đạt được 305 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất cảng hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt được 156 tỷ Mỹ Kim, tức là tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo thống kê, có 26 mặt hàng đạt được kim ngạch xuất cảng trên 1 tỷ Mỹ Kim, chiếm 90% tổng kim ngạch xuất cảng. Có 7 mặt hàng xuất cảng trên 5 tỷ Mỹ Kim, chiếm 65%. Về thị trường xuất cảng và nhập cảng hàng hóa, năm tháng đầu năm nay, Hoa Kỳ là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt là 44 tỷ Mỹ Kim. Trung Cộng là thị trường nhập cảng lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54 tỷ Mỹ Kim. Tổng cục thống kê của Việt Nam cho biết thêm, cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ trong tháng 5 năm 2024 ước tính đạt được khoảng 1 tỷ Mỹ Kim. Tính chung, 5 tháng đầu năm nay, cán cân thương mại hàng hóa ước tính của Việt Nam xuất cảng vượt bực là 8 tỷ Mỹ Kim.